Hello, chào tất cả anh em trở lại với channel của tôi anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ vào tiếp tục chơi chia sẻ anh em về công thức bắt xí ngầu. Ủa, định là theo xí ngầu đấy nhưng mà vào cái MD5 này thấy cầu đẹp quá anh em ạ, đang chạy cầu bệt thế này thì không cần phải xí ngầu, bem luôn theo cầu anh em ơi, với ôi toạch con mẹ luôn anh em ạ, nhỏ thế nhờ, toạch mẹ luôn nhờ. Ở bên này nó đang chạy cầu 212 này anh em này. Ảo thật. Quá ảo luôn. Đang bệt đẹp thì vỗ cái gãy luôn anh em ạ. À mày là gấp ngay, bù lại ngay em chưa? Đấy có màu luôn nhá. Đấy thì ví dụ cái vừa rồi ấy tôi chơi ở cái MD5 này cầu thật sự đang bệt, cầu đấy chơi là cầu bệt luôn là ok, nhưng mà nó gãy anh em ạ. Để xem ví dụ bên dòng xanh lúc này anh em bắt theo xí ngầu cũng ok này. Dòng xanh để tôi check, hôm nay tôi sẽ bắt giữa cái quân xí ngầu 2 nhá. Anh em có thể là bắt trên con xí ngầu 1 hoặc là xí ngầu 3 vân vân. Đấy cầu nào cũng được. Check ở đây trước và 15 cộng với 5 20, 20 ra 9 thì gãy rồi. Đấy là tính theo xí ngầu 2 nhá. 20 ra 9 gãy thì cầu này không theo được, trừ nó phải chuẩn nữa. Đấy, nó phải chuẩn đồng tay anh em bắt đầu mới vào, nó cứ phải là chuẩn cầu mới vào đúng không? Ok chờ một chút, tay này 9 cộng 5 14, 14 thì tay này nó phải lên một con T nhá, con này nó phải lên T thì mình bắt đầu mới theo này anh em này. Nó phải là T đấy, nếu mà X thì vẫn gãy nhá, X thì cầu này vẫn chưa chơi được anh em ạ. Ở trên bảng công thức này thì tôi có viết là nếu mà gãy 3 tay liên tục thì chúng ta dừng. Thế nhưng mà cái tay này ấy, đấy cái tay này thì nó mới gãy 1 nhỉ. À gãy 2 chứ anh em. Gãy 2 thì tốt nhất là nếu mà để an toàn ấy thì anh em chỉ gãy một tay thôi, anh em dừng lại chờ nó ăn được một tay mình vào đúng không? Lúc này đang bốn con xí ngầu hai là con năm này, không hiểu cầu kiểu gì đây anh em. Bốn con hai trong mấy ván vừa rồi là đều là con năm nhá, bệt xí ngầu hai bệt anh em ạ, khiếp nhỉ. Đoán được hai cái con tiếp theo thì ngon quá, thôi cứ tạm thời bỏ qua. Con này 10 cũng năm 15, 15 thì con này nó phải lên T mới là chuẩn, à đâu nó phải vẫn đứng X mới là chuẩn, còn lên T là vẫn gãy anh em nhé. Đấy, lên T là vẫn gãy. Tôi để xem nó ra cái gì. Đúng đứng X chưa? Đấy ra X này anh em. Ra một con X8, 8 và con xí ngầu thì nó xí ngầu là con mấy đây? Lại là con 5 anh em. 5 con xí ngầu 2 là con 5 rồi. Dã man này biệt xí ngầu 2 luôn anh em này. 5 thì cộng với 8 bằng 13, 13 vẫn là số lẻ thì con này nó vẫn làm con X anh em ạ. Ok, chuyển tiếp một con X3M vào đây anh em nhá. Chờ kết quả. Ôi mẹ à, mày ra luôn con 11 anh em ạ. Hoài thế à. Hoài thế nhỉ anh em nhỉ. Con loanh quanh ở dậm chân tại chỗ, chờ ăn được thì nó thật sự là sốt ruột đúng không? Nhiều khi nó gãy đến 45 tay thông mà mình không chờ thế thì cũng hỏng cái anh em ạ. Không chờ thế thì cũng mẹ à, mày dở hơi luôn, nên là có thể anh em chơi song song hay sảnh được. 61 bằng 7. Cầu đang gãy đéo chơi được anh em ạ. Kể cả là con MD5 này cầu cũng đang gãy đéo chơi được. Đấy. Vừa rồi là con 11. 11 cộng 6 bằng 17. Tiếp tục gãy anh em ạ. 617. Ra X là gãy rồi, cầu này rất khó anh em ạ. Chưa biết là vào cái gì đây.
Mẹ nó. Nói chung là sốt ruột cũng đéo chơi được theo công thức này đâu anh em ạ. Đấy, 11 cộng với 4, 15, 15 ra 10 win rồi này. 10 cộng 5, 15, à 16, 16, 16 con này phải lên T anh em nhé. Đấy, con này nó phải là lên T thì mới là chuẩn bài. Con này nó phải lên T. Ác ten nha. Gãy rồi anh em ơi, hỏng ăn rồi. Ôi, đây là xong anh em ạ. Mấy hôm nay mình vạ to quá nên là đéo đỡ được ấy. Mẹ mày gãy thông thế này, hôm nay chạy cầu nó chạy cầu nghịch nhiều. Vai trưởng nhỉ. Ảo lòi luôn anh em ạ. Ảo lòi luôn anh em ạ. Ảo lòi luôn anh em ạ. Gắt nhá. Gắt thật. Mẹ à, mà cầu này gãy quá. Bạn này đéo chơi xí ngầu. Chạy 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10 cộng 6, 16 ra con 7. Cầu gãy vãi cả trường. 7 cộng 4, 11. 11 thì con này nếu mà theo cầu thì phải là vào x, nhưng mà nó ra T, bắt mẹ cầu ngược luôn anh em nhé. Nó kiểu như này bắt ngược mẹ luôn. Đấy, 12 cộng 5 bằng 17, 17 con này vã luôn T anh em ạ. Vã luôn con này, con T là chuẩn này. Tôi cứ làm con T. Ôi lốt tay này té, nghỉ. Người khỏe anh em ạ. Bệnh thông, vãi trưởng. Hôm nay nó cũng là thứ mấy nhỉ? Thứ 5 hay sao? Khung giờ này đang chơi khoảng 7 giờ tối em ạ. Giờ này chắc cũng chưa đông người chơi. Khung giờ đẹp nhất thì nó phải là cái khung giờ buổi khoảng độ 8 giờ tối, 9 giờ tối trở đi. Thì những cái khung giờ đấy thì cái lượng người chơi nó sẽ đông hơn, nên là cửa ăn nó cũng sáng hơn, sáng sủa hơn anh em ạ. Họ cái gãy luôn đi à, mày đánh cầu ngược ăn đây anh em ạ. À, nó gãy nhiều quá anh em có thể bắt ngược nhá. Thôi nghỉ anh em ơi. Ok, bye bye anh em nhá.